Xin chào quý vị đang theo dõi kênh youtube của báo Tìm Phong. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Trả lời NBC News vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết bà không nghi ngờ gì về việc nước Mỹ đã sẵn sàng có nữ Tổng thống và người dân không quan tâm nhiều đến giới tính Tổng thống. Cụ thể, với câu hỏi của phóng viên NBC News về việc liệu nước Mỹ đã sẵn sàng cho một nữ Tổng thống da màu, bà Harris tuyên bố hoàn toàn có thể xét về mọi mặt của đời sống đất nước một phần quan trọng trong cuộc bầu cử này thực sự không phải là luật sang trang mới mà là khép lại một chương trong kỷ nguyên thể hiện sự chia rẽ người mỹ đồng thời bà kamala harris không quên nhấn mạnh phần lớn chúng ta có nhiều điểm chung hơn là những điểm khác biệt và người dân mỹ mong muốn một tổng thống của tất cả người mỹ đề cập đến yếu tố ứng viên nữ da màu tranh cử tổng thống mỹ bà kamala harris nói tôi rõ ràng là phụ nữ Tôi không cần phải chỉ ra điều đó với bất kỳ ai. Điểm mà hầu hết mọi người thực sự quan tâm là bạn có thể làm công việc đó không và bạn có thực sự tập trung không. Đó là lý do tại sao tôi dành phần lớn thời gian để lắng nghe và sau đó giải quyết những mối quan tâm, thách thức, ước mơ, tham vọng và nguyện vọng của người dân Mỹ. Ứng cử viên Đảng Dân chủ cũng cho rằng người Mỹ xứng đáng có vị tổng thống quan tâm đến cuộc sống của mình, trái ngược với ông Donald Trump, người luôn chỉ tập trung vào bản thân mình. Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, Phó Tổng thống Kamala Harris tỏ ra tự tin mình có nguồn lực, chuyên môn và sự tập trung đối với những mối đe dọa tiềm tàng ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Song song với đó, bà Harris cũng mạnh mẽ khẳng định ông Donald Trump cố gắng hủy bỏ cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ông ấy đã kích động đám đông bạo lực tấn công đồi Capitol và 140 nhân viên thực thi pháp luật, trong đó có một số người đã thiệt mạng. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Đây được coi là lời đáp trả mà bà Kamala Harris đưa ra sau khi ông Donald Trump gây áp lực lên ứng cử viên đảng dân chủ bằng những tuyên bố vô căn cứ về gian lận cử tri trong chu kỳ bầu cử năm 2024. Theo ông Heng Kuan Hau, trưởng bộ phận thị trường chiến lược khối nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu Ngân hàng UOB của Singapore, cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 sắp tới có thể là sự bất ổn có tác động mạnh nhất đến nền kinh tế và thị trường Đông Nam Á. Trong phần còn lại của năm 2024 đến năm 2025, đáng chú ý nhất là kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể làm thay đổi chính sách tiền tệ, lãi suất và định hướng của đồng đô la Mỹ. Việc Cục Dự trữ Liên bang Fed điều chỉnh chính sách lãi suất phụ thuộc nhiều vào diễn biến chính trị này và điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nền kinh tế Đông Nam Á vốn phụ thuộc vào thương mại quốc tế và dòng vốn nước ngoài. Theo nhiều nhà phân tích, nếu ông Donald Trump tái đắc cử, ông có thể theo đuổi các chính sách kinh tế đầy tính rủi ro. Trong suốt quá trình vận động, ông đã đề xuất hàng loạt biện pháp thuế quan nhằm vào Trung Quốc và Mexico. Ngoài ra thì ông Trump còn đề xuất một mức thuế chung 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Những chính sách này không chỉ gây ra nguy cơ leo thang chiến tranh thương mại mà còn có thể dẫn đến lạm phát cao hơn khiến các ngân hàng trung ương trong khu vực phải điều chỉnh chính sách lãi suất một cách thận trọng. Cùng với đó, ông Trump cũng đã gợi ý rằng thuế quan thương mại có thể được sử dụng để chi trả cho việc cắt giảm thuế. Ông muốn các công ty sản xuất hàng hóa tại Hoa Kỳ sẽ trả mức thuế ưu đãi là 15%, giảm từ mức 21% hiện tại. Chuyên gia UOB nhận định, điều này có thể gây ra lạm phát vì việc gia tăng thuế quan thương mại của ông sẽ dẫn đến giá hàng nhập khẩu cao hơn. Đồng thời ông Trump cũng muốn hồi hương và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, một ý tưởng có thể thắt chặt thị trường lao động và đẩy tiền lương lên cao, tạo ra một áp lực gây ra lạm phát khác ngược lại với ông trump chuyên gia tại uob cho rằng ứng cử viên đảng dân chủ harris cho đến nay đã phác họa các chính sách mong muốn của mình một cách khái quát về chính sách thương mại bà có khả năng sẽ tiếp tục cách tiếp cận sân nhỏ hàng rào cao của chính quyền biden áp dụng mức thuế quan có mục tiêu cụ thể hơn cho các ngành công nghiệp cụ thể với cách tiếp cận ít đối đầu hơn so với cách tiếp cận do ông trump đề xuất về chính sách thuế, bà Harris đã đề xuất tăng thuế thu nhập đối với những người có thu nhập cao nhất, tăng thuế đối với nhóm có mức tăng vốn cao nhất và tăng thuế đối với các tập đoàn, trong khi việc giảm thuế dành riêng cho các ngành chiến lược và các ngành công nghiệp sạch. Đối với các nước Đông Nam Á, sự trở lại của ông Trump có thể khiến khu vực này đối mặt với lạm phát cao hơn, làm phức tạp hóa các chính sách tiền tệ của các nước, điều đó góp phần làm cho lãi suất khó điều chỉnh hơn và góp phần củng cố sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Các chính sách đối ngoại và thương mại mang tính đối đầu với Trung Quốc của ông Trump có thể làm tăng rủi ro địa chính trị trên toàn khu vực. Có rủi ro kéo theo là ông có thể kìm hãm sự phục hồi của tăng trưởng và dòng chảy thương mại đối với Trung Quốc và trên khắp Đông Nam Á. Điều này có thể khiến các chính quyền khu vực và ngân hàng trung ương phải hiệu chỉnh lại chính sách tài khóa và tiền tệ tương ứng của họ vào năm 2025. Trong những năm tới, UOB dự báo dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Đông Nam Á sẽ tăng thêm 38% lên 312 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027 và lên 373 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Chuyên gia UOB khuyến nghị, trong bối cảnh bất ổn sắp tới đối với thương mại toàn cầu phát sinh từ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, Điều quan trọng là phải lưu ý đến mối quan hệ thương mại mạnh mẽ và hỗ trợ được thiết lập bởi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Kết quả thăm dò dư luận tại các bang giao động quan trọng đang cho thấy dấu hiệu tích cực về khả năng thắng cử của ông Donald Trump trong năm nay. Giới quan sát nhận định, cựu Tổng thống Mỹ đang nắm giữ những chìa khóa vàng có thể giúp ông mở cánh cửa phòng bầu dục một lần nữa. Thứ nhất, về di sản kinh tế. Trong màn tranh luận với ông Biden hồi tháng 6, Ông Trump tuyên bố đã để lại nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ sau khi rời nhiệm sở vào năm 2020. Tuyên bố của ứng cử viên đại diện Đảng Cộng hòa được cho là có phần khoa trương, nhưng trên thực tế, tăng trưởng GDP trong thời kỳ ông nắm quyền đã đạt mức tương đối ổn định là 2,6% trước đại dịch. Quá trình phục hồi cũng diễn ra tốt đẹp sau khi cựu tổng thống chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm ông Joe Biden. Thứ hai, nhiều cử tri nam ủng hộ ông Trump Mỗi lần ra tranh cử tổng thống, ông Donald Trump đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri nam và từng dẫn trước ông Biden với tỷ lệ ủng hộ 53% so với 45% vào năm 2020. Tỷ lệ này được cho là sẽ tiếp tục tăng cao trong cuộc bầu cử năm nay, đặc biệt đối với nhóm cử tri nam trẻ tuổi. Theo nghiên cứu của Gallup, nam giới trẻ tuổi ở Mỹ đang trở nên bảo thủ hơn, trong khi nữ giới cùng độ tuổi lại có xu hướng theo đuổi chủ nghĩa tự do. Thứ ba, Vấn đề Trung Đông Mặc dù nhìn chung chưa đến 1% cử tri, coi đây là vấn đề quan trọng, nhưng xung đột ở Trung Đông lại là mối quan tâm lớn của hai nhóm cử tri chính của Đảng Dân Chủ, cử tri trẻ tuổi và cử tri Mỹ gốc Ả Rập. Theo Viện Người Mỹ gốc Ả Rập, ông Donald Trump và bà Kamala Harris hiện đang ngang bằng về tỷ lệ ủng hộ từ nhóm cử tri Mỹ gốc Ả Rập. Tuy nhiên, điểm đáng báo động là khoảng 10% cử tri nhóm này đang chuyển sang ủng hộ các ứng cử viên của đảng thứ ba do không hài lòng với cách thức lưỡng đảng xử lý vấn đề Trung Đông. Bà Harris có khả năng cao sẽ bị những cử tri ủng hộ Palestine quay lưng sau những tuyên bố đứng về phía Israel trong cuộc chiến ở bên kia bán cầu. Thứ tư, sự xuất hiện muộn màng của bà Kamala Harris tiếp nhận ngọn đuốc từ Tổng thống Joe Biden và chính thức tham gia đường đua vào Nhà Trắng hồi tháng 7. Bà Harris đã có một khởi đầu như mơ khi liên tiếp phá vỡ các kỷ lục gây quỹ và tỷ lệ ủng hộ từ cử tri. Tuy nhiên, tuần trăng mật tranh cử của bà Harris có vẻ đang tiến đến hồi kết. Sau một thời gian trượt dài trên các bảng thăm dò dư luận, ông Trump đã bắt kịp và có phần vượt lên đối thủ đến từ đảng Dân Chủ ở nhiều bang chiến địa quan trọng. Thứ năm, hệ thống bầu cử Mỹ có lợi cho ông Trump. Hệ thống bầu cử theo cử tri đoàn đang mang lại nhiều lợi thế hơn cho các tiểu bang thưa dân và vùng nông thôn, nơi tập trung đông các cử tri ủng hộ cựu Tổng thống và đảng Cộng Hòa. Cụ thể, cư dân Wyoming với gần 70% đã đứng về phía ông Trump trong năm bầu cử 2020 sẽ được hưởng 5,1 phiếu đại cử tri đoàn trên 1 triệu dân, trong khi cùng số dân New York và California theo chủ nghĩa tự do ủng hộ Đảng Dân Chủ chỉ được hưởng 1,4 phiếu. Nguyên tắc winner take all, tạm dịch là người chiến thắng sẽ có tất cả. Được tất cả các tiểu bang áp dụng, trừ hai tiểu bang Maine và Nebraska, nghĩa là chỉ cần kém một phiếu, người thua cuộc sẽ ra về tay trắng. Chính nguyên tắc này đã mang lại chiến thắng trong Donald Trump trong năm 2020 trước đối thủ bà Hillary Clinton. New York Times dẫn lời ba nguồn thạo tin cho hay, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates gần đây thông báo với một nhóm tỷ phú rằng ông đã quyên góp 50 triệu đô la Mỹ cho tổ chức phi lợi nhuận Future Forward ủng hộ chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Các nguồn tin cho biết trong những lần trao đổi riêng tư với nhóm tỷ phú trong đó có cựu thị trưởng New York, Mike Bloomberg, ông Gates đã bày tỏ lo ngại về viễn cảnh cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử, dù nhấn mạnh khả năng hợp tác với bất kỳ ứng cử viên nào. Phản hồi thông tin này, ông Gates không trực tiếp đề cập đến khoản góp hay sự ủng hộ với bà Harris. Ông nói với tờ New York Times rằng tôi ủng hộ tất cả các ứng cử viên thể hiện cam kết rõ ràng trong việc cải thiện vấn đề chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu ở Mỹ và trên toàn thế giới. Tôi đã làm việc lâu dài với các nhà lãnh đạo từ các bên nhưng cuộc bầu cử này thì khác. Có ý nghĩa chưa từng có đối với người Mỹ và những người dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới. Tỷ phú Bill Gates nói thêm, ông từng làm việc với nhiều lãnh đạo chính trị, nhưng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay rất khác biệt. Giới quan sát đánh giá, nhận xét này thể hiện thay đổi đáng kể trong chiến lược chính trị của ông Bill Gates sau nhiều thập kỷ đứng ngoài chính trường. Future Forward từ chối bình luận, tổ chức này không tiết lộ danh tính các nhà tài trợ. Phát ngôn viên của cựu thị trường Bloomberg, người dự kiến đóng khoản quyên góp tương tự như ông Gates, cũng từ chối bình luận. Trong khi đó, phát biểu với các nhân viên tại văn phòng chiến dịch tranh cử Đảng Dân Chủ ở Concord, New Hampshire, Tổng thống Joe Biden cảnh báo nền dân chủ Mỹ có thể bị đe dọa trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 và người dân nên nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu cựu Tổng thống Donald Trump thắng cử. Tổng thống Joe Biden, người đã đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 cho rằng ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nghĩ ông có quyền miễn trừ Tổng thống và có thể thực sự loại bỏ bất kỳ ai mà ông tin là mối đe dọa đối với mình. Tổng thống Biden nói thêm, nếu tôi nói điều này cách đây 5 năm, họ sẽ bảo rằng phải nhốt tôi lại, chúng ta phải nhốt ông ấy lại. Ông chủ Nhà Trắng sau đó dừng lại dây lát rồi nói thêm, nhốt ông ấy về mặt chính trị, ngăn chặn ông ấy, đó là những gì chúng ta phải làm. Nhóm vận động tranh cử của ông Donald Trump ngay sau đó đã coi phát biểu trên của Tổng thống Mỹ Joe Biden là sự thừa nhận về việc luôn đàn áp ông Trump. Bà Caroline Leavitt, thư ký báo chí cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump nói, Tổng thống Joe Biden vừa thừa nhận một sự thật là kế hoạch của ông ấy và bà harris luôn để đàn áp chính trị với ông trump bởi họ không thể đánh bại ông ấy một cách công bằng và sòng phẳng chính quyền biden harris mới là mối đe dọa đối với nền dân chủ